Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, sắc ướp của Lạt Ma Dashi Dozo Iti Ginov, vị lãnh đạo Phật giáo tôn kính tại Nga trước và sau cách mạng Bolshevik, vẫn được giữ trong tủ kính tại lầu 2 của ngôi điện ở Ulan Ude thuộc Siberia, khiến nhiều người kinh ngạc khi không có dấu hiệu bị phân hủy dù đã qua đời gần 100 năm trước. Thậm chí có hình ảnh cho thấy vị lạt ma bỗng dưng thức giấc và di chuyển trong đêm. Hiện các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được hiện tượng một lạt ma đã chết cách đây gần 100 năm mà thi thể của ông vẫn còn nguyên vẹn với thịt da còn mềm, một điều chưa từng thấy từ trước tới nay. Từ viện Phật giáo ở Ivorgins nằm bên riêng một hoa mạc cằn cỗi của khu tự trị Buriati, đâu đó ở vùng hồ Baikan và biên giới Mông Cổ. Tuy chỉ cách thủ phủ Ulan-Ude có 22 dặm, nhưng ít ai đặt chân tới đây ngoài những môn sinh hoặc người xung đạo Phật có việc lên tự viện. Năm 1927 là năm có nhiều khổ nạn ở Nga. Cuộc nội chiến tan tóc kéo dài kéo theo muôn hệ quả chẳng lành đối với những người theo chân các lạt ma và tri đạo Phật từ tây tạng. Hàng trăm nhà sư, 46 tự viện bị biến thành cát bụi. Tương truyền một hôm trưởng thượng Dashi Dojo Itiklop tụ họp các môn đệ tại tự viện khuyên họ nên làm gì trong buổi loạn lạc. Nói xong ông an nhiên tọa thiền rồi băng. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, ông tụng hồi kinh giã biệt rồi nói với các học trò của mình. 30 năm nữa, hãy quay lại viếng nhục thân của ta. Đúng 30 năm sau, năm 1957, một số tự viện trong đó có ngôi chùa ở Ivoninsky được trùng tu lại. Các nhà sư còn sống sót sau chiến tranh, không quên lời thầy của mình. Họ quay trở lại nghĩa trang Kuzhetsuken và lập lễ cải táng. Trước cả mắt kinh ngạc của nhiều nhân chứng, nhục thể của Etiklop vẫn nguyên trong thế tọa thiền trên tòa sen, không mải may dấu hiệu phân hủy với thời gian. Vị lạt ma thứ 25 đang trị vì hồi ấy, đam ba kể lại như sau. Thời đó không thể làm khác. Chúng tôi phải kín tiếng và cũng không được phép đưa nhục thể của ngài vào tự viện. Người ta đành phải đào một nấm mồ khuyết danh để đưa trưởng thượng Etiklop trở về với cát bụi trong một quan tài gỗ đơn giản, có rắc muối. Cũng nên biết là Đức Lạt Ma tối cao Tây Tạng mới được coi là tái sinh của Lạt Ma tiền nhiệm. Còn chức Lạt ma Pandito Hambo như trưởng thượng Itiglop chỉ được phép tại vị ngắn hạn chứ không đăng quang trọn đời. Hai bàn tay còn mềm mại cử động được. Thời gian qua đi, những sự kiện phi thường nọ không phai trong trí nhớ của các môn đệ. Một vị Lạt ma trẻ tuổi là Bimba Dogief đã quyết tâm lần bước theo huyền thoại trưởng thượng Itiglop. Ông cất công tìm ra được một nhân chứng đó là cụ Amagalan Dabaef. Cụ Dabaef kể lại rằng ông đã cùng cha dượng của mình có mặt tại lễ cải táng hồi xưa và tận mục sở thị những gì được truyền lại đến tận ngày hôm nay. Cụ Đa Bài Ép đưa mọi người đến nấm mộ không mang một dòng chữ đánh dấu. Vào tháng 9 năm 2002, 75 năm sau khi lạt ma Etigilop qua đời, nhục thân của ông lại được đưa ra khỏi lòng đất một lần nữa. Lần này, hàng chục nhân chứng, trong đó có nhiều nhà khoa học, có mặt. Ngoài ra còn có hai chuyên viên pháp y và một thợ chụp ảnh ghi lại đầy đủ buổi lễ. Lạt ma Ashuayev, trưởng thượng tự viện Ivorgins năm 1995 thốt lên rằng đối với tôi đó là một phát màu lớn nhất trong cuộc đời các lạt ma tự tay bật nắp quan tài đã cẩn thận đeo khẩu trang dành cho bác sĩ ngoại khoa xong mọi sự cẩn trọng đều thừa cơ thể của lạt ma Atikulov chào đời từ năm 1852 ở nước nga dưới thời sa hoàng vẫn hoàn toàn nguyên vẹn như xưa lễ cải táng trở thành một lễ rước nhục thể của lạt ma Atikulov về tự viện trong nghỉ lễ nghiêm trang từ đó trở đi nhục thể của lạt ma Atikulov tọa trên lầu 3 của một trong bốn ngôi tháp của tự viện sau những tấm màn dày và cánh cửa khóa chặt. Chỉ có các lạt ma mới được phép nhìn thấy nhục thân của ngài. Trước cửa phòng, 150 học trò ngày đêm canh gác và cầu nguyện. Tuy nhiên, lạt ma AUCF đã cho phép phóng viên của tờ New York Times vào trốn thâm cung. Trong bài báo của mình đang trên New York Times, nhà báo nọ thuật lại lạt ma Etiklop ngồi trên một chiếc bàn gỗ đơn sơ, xung quanh ông là các ngọn nến và đĩa kim loại đựng dầu thắp sáng. Các nhà sư đã quàng lên người ông một tấm y vàng và một giải lụa xanh lam. Mắt ngày nhắm nghiền, nét mặt có vẻ không được sắc như xưa. Hai bàn tay còn mềm mại cử động được, móng tay tỉa gọt tử tế. Làn da tuy có đánh lại nhưng vẫn mềm, trên đầu là mái tóc căn ngắn. Từ đó đến nay, nhiều nhà nghiên cứu đã tìm cách lý giải hiện tượng kỳ lạ này. Các nhà khoa học cố giải thích bằng những kiến thức đã học được của mình. Theo cô Joseph, chuyên gia của Trung tâm Công nghệ Sinh, Y học từng tham gia bảo tồn thi hài ông Lenin từ năm 1924 ở quảng trường đỏ, thì muối trong quan tài hai thành phần đặc biệt của đất quanh mộ cũng có tác dụng làm chậm quá trình phân hủy. Hoặc bản thân cơ thể Itiklop có một loại gen khuyết với tác động tương tự. Phải chăng người ta chưa phát hiện được hết các kỹ năng ướp xác ngày xưa? Và gần đây, một cuộc khảo cứu quy mô đã đem lại kết quả đáng kinh ngạc. Thành phần hợp chất hữu cơ trong các mô của thi thể Itiklop không khác gì so với người đang sống. Máu trong huyết quản thậm chí vẫn còn nguyên. Nó chuyển hóa sang dạng sệt, chứ không khô đi. Kết luận quan trọng nhất là người ta không nhận ra dấu vết gì của hóa chất hay kỹ thuật ướp xác. Theo lạt ma Aushef, không có lý do gì huyền bí trong hiện tượng này. Ngoài sức mạnh của Đức Tin đã giúp làm ma Eligilop nhờ thiền định mà thăng hoa lên tới giai tầng tối cao của sự tồn tại mà trong ngôn ngữ nhà Phật gọi là Sunyata, tịnh không. Trước đây, các lãnh đạo tôn giáo địa phương nói rằng họ đã phát hiện hình ảnh CCTV cho thấy Vị Lạt Ma Eligolob di chuyển trong đêm và họ gọi đó là một hành động cầu hòa bình cho thế giới. Một số Phật tử tin rằng vị Lạt Ma nói trên được chôn cất trong tư thế thiền sau khi qua đời năm 1927. Sau đó thi thể của ông được tìm thấy trong tình trạng không hề bị phân hủy, nên nhiều người cho rằng ông vẫn còn sống và trong tình trạng ngủ đông. Một câu chuyện tương tự khác, các nhà khoa học ở Mông Cổ đã phát hiện và tiến hành kiểm tra một xác ướp Phật tử 200 năm tuổi được tìm thấy trong trạng thái ngồi thiền tại Ulan Bator. Họ tin rằng Phật tử vẫn còn sống và đang trong trạng thái thôi miên sâu. Xác ước được tìm thấy và bọc trong một tấm da bò ở huyện Shonino Khai Khan ở thủ đô Ulan Bator đang ngồi trong chắp bằng trong tư thế kiết giả. Sau đó, thi thể Phật tử đã được gửi đến Trung tâm Giám định Pháp y Quốc gia tại thủ đô Ulan Bator để nghiên cứu thêm. Gan Khugin Burhebap, người sáng lập Viện Nghệ thuật Phật giáo Mông Cổ tại Đại học Phật giáo Ulan Bator, trao đổi với Siberian Time. Vì Lạt Ma đang ngồi trong tư thế kiết giả tay trái mở ra và tay phải tượng trưng cho việc giao giảng kinh. Đây là dấu hiệu cho thấy ngày không chết mà đang trong trạng thái thiền rất sâu, theo truyền thống Phật giáo cổ xưa của các vị lạt ma. Một số chuyên gia về Phật giáo cũng cho rằng Phật tử này có thể là đang trong tư thế thun đam, một loại thiền định rất sâu có thể thoát khỏi sự ràng buộc giữa sự sống và cái chết. Tiến sĩ Barry Cashin, một tu sĩ và một bác sĩ nói, nếu Đức Lạt Ma có thể duy trì trạng thái này trong hơn 3 tuần, vốn rất hiếm khi xảy ra, thì cơ thể sẽ dần dần co lại và cuối cùng tất cả những gì còn lại chỉ là tóc, móng tay và quần áo. Theo phương tiện truyền thông địa phương cho biết, xác ước được tìm thấy khi người đàn ông 45 tuổi bị bắt giữ vì đã đánh cắp nó từ một hang động để bán. Xác ước của vị Phật tử này được cho là đã chết vào thế kỷ 19, không rõ danh tính. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.